Cuối giờ chiều nay ngày 12 tháng 12, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh có buổi tiếp bà Khâm Phâu Ân Thạ Văn, tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ vui mừng khi Đà Nẵng được tiếp đón tân đại sứ Lào, giới thiệu tình hình phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu định hướng phát triển thành phố, nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết giữa Đà Nẵng với năm tỉnh Nam Trung Lào. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn, sau chuyến công tác này, tân đại sứ sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Lào lên tầm cao mới. Bà Khâm Phâu Ân Thạ Văn, tân đại sứ Lào đánh giá cao về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng, bày tỏ nhất trí về quan hệ hợp tác song phương giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Lào trong thời gian qua rất vững chắc, trong đó nhận sinh viên Lào qua học tập, đào tạo. Tân đại sứ Lào cảm ơn thành phố có sự hỗ trợ, giúp đỡ cho việc hợp tác với Lào và khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy, hỗ trợ quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước.